Chào tất cả các bạn nha. Và bây giờ thì mình sẽ báo giá một số các dòng xe tay ga và xe số nha các bạn. Xe tay côn luôn. Chủ yếu là ở hai hãng Honda và Yamaha. Cái chiếc đầu tiên là một chiếc Accenter 2018 nha các bạn. 24 triệu các bạn. 2018, 24 triệu. Tiếp đến là một chiếc rim Thái các bạn. Rim Thái 12 triệu các bạn. Có nhiều bạn, cái điều quan trọng nhất ở bên shop xe máy cũ là ship cho các bạn. Những bạn ở xa có nhu cầu mua thì shop vẫn ship cho những bạn ở xa được. Nhưng mà các bạn phải nhắn tin trực tiếp qua cho shop xe máy cũ để mà shop xe máy cũ hỗ trợ cho các bạn ở xa. Shop không có gọi điện cho ai hết, cũng không có dùng Zalo. Chỉ một cái trang Facebook duy nhất ở tại cái phần giới thiệu của cái kênh. Giới thiệu của kênh shop xe máy cũ. Các bạn qua trực tiếp đó. Hay các bạn có thể đến trực tiếp tại thành phố Hồ Chí Minh để xem xe. Chiếc quay này giá là 7 triệu nha các bạn. 7 triệu. Có nhiều bạn thì nói shop yêu cầu đòi tiền cọc gì đó. Thì shop cũng đã nói rất là rõ ràng trong các cái video là không có yêu cầu bất kỳ ai hết. Nên là các bạn đừng có nhầm lẫn bên shop và bên khác. Nếu mà shop nói ở đây mà các bạn không tin thì các bạn nghe ở đâu? Tại vì ở trên đây là shop thông báo rất chi là rõ ràng. Còn nếu như các bạn muốn không tin thì các bạn có cọc ở đâu đi nữa thì mất tiền cọc thì điều đó là chắc chắn. Nên là các bạn không có nên cọc chai hết. Bây giờ lừa đảo rất là nhiều. Các bạn mà không nghe mình ở đây thì dễ mất tiền cọc lắm. Thì mất tiền cọc thì các bạn chịu chứ giờ ai chịu nữa. Nên là các bạn phải nghe. Sirius. Sirius nha các bạn. Chiếc này thì 7 triệu rưỡi các bạn. Mình cũng rất là buồn khi mà phải nghe những bạn mà nói đã cọc 500 ngàn hay bao nhiêu đó. Thì rất là buồn luôn các bạn. Tại ở đây mình đã thông báo rất là rõ ràng mà các bạn không nghe đi nữa, các bạn không tin. Các bạn cứ nghĩ ở ngoài kia người ta gọi điện các bạn thì các bạn tin. Shop cũng đã nói rất là rõ ràng, không các bạn không có được để lại số điện thoại. Các bạn muốn liên hệ với shop, các bạn muốn mua xe thì các bạn phải liên hệ với shop. Đó, nhưng mà phải dùng cái Facebook thật nha. Đừng có dùng cái Facebook ảo. Chiếc này thì giá là 6 triệu rưỡi ở Spider Rim nha các bạn. Nhưng mà cũng có qua sửa chữa sơ. Tại vì các bạn cọc tiền thì các bạn nghĩ bên shop thì shop rất là buồn. Quay Alpha nữa nha các bạn. Mấy chiếc Quay Alpha với lại mấy chiếc Sirius thì hai cái dòng xe này thì rất là ngon luôn. Rất là tốt. Nên là các bạn cứ mua không có lo cái việc gì hết. Xe đây thì còn nguyên riêng hết. Chiếc này thì 6 triệu rưỡi các bạn. Giá rất là rẻ luôn. Để mà mua xe thì các bạn chia sẻ cái video này về Facebook hoặc là về nhóm công khai thì để cho shop biết là các bạn thiệt sự mua xe. Tại vì là có rất là nhiều những bạn là dùng Facebook ảo để mà kiểu như là đùa với shop, rồi shop ship xe tới nơi mà không có người nhận. Nên là shop sẽ nhận xe về. Nên là cái tiền ship nó rất là phí. Tại vì bên shop là chịu trách nhiệm hết mọi chuyện, tiền ship, tiền này, giấy tờ thì shop chịu hết. Các bạn chỉ việc là nhận xe thanh toán. Chiếc này thì 12 triệu các bạn. Có bánh mâm thánh địa nha. Rồi đến một chiếc Sirius nữa, cũng là 12 triệu nữa. Xe 2015 nha các bạn. Sirius 2015. Giấy tờ đầy đủ hết. Máy móc rất là bền. Dòng xe này rất là khỏe. Để mà mua xe các bạn thì nếu như các bạn chụp lại được cái màn hình chiếc xe thì tốt. Mà nếu như các bạn không có chụp hình được thì các bạn chia sẻ cái video này và nhắn qua cho shop thì để shop là biết là các bạn chọn chiếc xe nào trong cái video. Tại vì có nhiều bạn thì nói mua xe mà không rõ là chiếc xe nào. Nên là shop cũng không có cách nào mà kiếm được chiếc xe cho bạn. Tại vì shop còn gửi các bạn xem lại chiếc xe nữa.
nên là các bạn chụp hình lại được cái màn hình, hoặc là không chụp hình được thì các bạn chia sẻ cái video về thì nó dễ hơn nha các bạn. Vision 16 triệu các bạn. Vision của hãng Honda xe 2016. Sirius nha các bạn. Chiếc này thì 7 triệu các bạn. Tại sao có chiếc Sirius 7 triệu mà tại sao có chiếc Sirius 12 triệu thì nó khác nhau ở chỗ là nó có bánh mâm, thanh đĩa và đời nó cao thì nó sẽ cao tiền hơn. Còn với những chiếc mà không có thanh đĩa mà cũng không có bánh mâm thì đời nó thấp hơn thì nó sẽ rẻ tiền hơn nha các bạn. Chứ còn xe thì vẫn còn tốt hết. Nó khác nhau ở chỗ đó. Chiếc này thì giá tới 11 triệu lận các bạn. Đó, tại vì là nó có bánh mâm, thanh đĩa, xe nó đẹp 2018. Rất là đẹp luôn. Cái bánh mâm với lại bánh tâm thì nó cũng vẫn chạy được bình thường. Nhưng mà bánh mâm thì nó đèm cái xe hơn. Cảm giác cái xe nó nặng hơn nha các bạn. Nó đèm hơn. Đi một người thì nó cảm giác nó đèm hơn. Còn bánh tâm thì nó nhẹ cái xe hơn. 11 triệu xe này 2013 nha các bạn. Sirius 2013 11 triệu. Bánh mâm, thanh đĩa, máy móc vẫn còn nguyên zin, dàn áo đồ vẫn còn zin, vẫn còn đẹp. Chiếc này đây về mấy năm nữa cũng không có hư đâu các bạn. Trong video thì nhìn nó hơi mờ chứ còn ở ngoài thì nó lại đẹp hơn. Còn chiếc này thì khỏi phải bàn nữa nha các bạn. Tại vì nó rất là đẹp, nó ok 99%. Chiếc này thì 14 triệu các bạn. Filter của hãng Honda FE. Dòng xe này thì các bạn nhớ chia sẻ cái video về nha, để ủng hộ cho shop thì shop cũng ưu tiên cho những bạn mà đã chia sẻ video. Tại vì số lượng xe nó cũng có hạn chứ. Mỗi video thì nó cũng tầm mười mấy hai chục chiếc, nên là số lượng người mua thì nhiều, nên là shop cũng dành ưu tiên hơn cho những bạn mà nhiệt tình muốn mua xe. 27 triệu bạn. A Black. Đẹp lắm nha các bạn. Nó hoàn toàn đẹp. Cái lốp trước và cái lốp sau nó vẫn còn nguyên zin luôn các bạn. 2019 nha các bạn. 2019. Cà vẹt đăng ký nó năm 2019. Chiếc này thì có thêm một số phụ kiện nhưng mà cũng không có đáng kể đâu các bạn. Vẫn còn đẹp. Ok hết, máy móc thì vẫn còn nguyên zin hết. Chiếc này thì 25 triệu các bạn. Khá là đẹp. Accenter rất hợp với những thanh niên. Nếu như mua một chiếc xe mới thì mình nghĩ mua chiếc xe này thì cũng không khác gì xe mới. Rồi Super Dream. Chiếc này thì 12 triệu bạn. Nó còn zin khoảng 95%. Để mà biết chi tiết rõ ràng hơn nữa thì các bạn nhắn tin qua thì shop sẽ nói rõ ràng hơn. Đồng thời thì shop cũng sẽ cho các bạn xem xe chi tiết hơn. Các bạn nhớ nha, để mà mua xe thì các bạn chia sẻ cái video là mấy bước mà shop cũng yêu cầu. Thì chia sẻ vào nhóm nào đó công khai hoặc là vào trang cá nhân của các bạn để cho shop kiểm tra. Thì shop sẽ kiểm tra xong thì shop sẽ hướng dẫn các bạn và shop hỗ trợ các bạn, ship cho các bạn ở xa. Tất cả hoàn toàn miễn phí hết bạn. Chiếc này thì 31 triệu bạn. A Black. Vision 16 triệu. Vision nó dao động từ 12 triệu cho đến 20 triệu bạn. Mà đa số những xe 2016, 2017 thì tầm 16 triệu nha. Chất lượng thì khỏi phải lo. Ngay cả cái dàn áo nó vẫn còn sáng, vẫn còn đẹp mà lấy đâu ra mà cái máy nó hư được. Nên là các bạn yên tâm về chất lượng. Xe chính hãng nha các bạn, không phải xe Trung Quốc hay là xe gì hết.
Chiếc cuối cùng của video này bạn là chiếc A Black. Chiếc này thì 18 triệu nha các bạn. Rồi các bạn lưu ý nha, đây là cái phần quan trọng nhất là bạn không có được gặp bất kỳ ai hết. Đó, cứ nhắn tin trực tiếp qua cho shop. Shop sẽ trả lời trong cái thời gian mà nhanh nhất, tại vì có khi là nhiều người nhắn tin quá thì shop sẽ trả lời không kịp cho các bạn. Nên là các bạn cứ nhắn tin qua, shop sẽ chậm lắm thì khoảng 2 ngày thì shop sẽ trả lời bạn.